Sẽ có một cái món. Wow. Trời ơi, giật mình luôn cả nhà. Ăn nóng à? Vậy là mình về một cái quán món ăn. Còn đây là gỏi bưởi tôm thịt. Wow, rất là đẹp nha cả nhà. Không gian quán khá là rộng. Còn bên trong đây là khu vực máy lạnh em ha. Hải sản cháy thơm. Cháy thơm. Dạ. Ở đây là thành ra là quán cũng có mời mình để mình mời cả nhà cùng thưởng thức chung với mình. Đây là cái món mà tôm sốt maizena trái thơm. Rồi cả nhà ơi, thầy Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2021. Hiện tại bây giờ là 17 giờ 15 phút buổi chiều. Thì cả nhà thấy rồi đó, mưa nguyên một cái buổi từ khuya sáng trưa chiều vẫn còn mưa rất là lớn luôn cả nhà. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà về một cái quán này là quán ăn, quán uống, có thể gọi là quán nhậu đó nha. Có tên là Cò Gà Đinh, nằm tại đường Nguyễn Văn Thiệt, số 168, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Thì cả nhà có thể thấy đây là không gian quán của Cò Gà Đinh này phải không ạ? Đó. Hồi nãy là mình quay cho nhà xem tuyến đường bên kia và tuyến đường bên đây. Đây là một trong những tuyến đường mà có thể liên quan rất là nhiều về những cái quán ăn, quán uống chung với nhau. Cả nhà trước tiên thấy không gian quán ở bên ngoài đó là những cái cây cọ được trồng phía trước phải không ạ? Nói chung nhìn thấy quán thì rất là hấp dẫn cả nhà ha. Nhìn cái màu sắc rất là lung linh luôn. Rồi chào em. Anh đi một mình. Anh là Khương Nhật Minh. Anh là một reviewer cũng như YouTuber đến từ Vĩnh Long. Thì anh thấy cái quán của mình hình như cũng khai trương một thời gian rồi đúng không em ha? Dạ không, 29 tây đó. 29 tây. Là hôm nay là vậy là cũng gần một tháng rồi. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Thì em có thể là chia sẻ với anh về cái thời gian mà hoạt động của mình là từ mấy giờ tới mấy giờ không em? Dạ, sáng 8 giờ rưỡi là tụi em hoạt động. Sáng là 8 giờ rưỡi. Tới buổi tối là mấy giờ em hả? Tối thì hết khách. Hết khách. À, hết khách là mình nghỉ thôi đúng không? Dạ. Thì đối với không gian quán của mình á thì mình sẽ phục vụ ở khúc nào với khúc nào vậy em? Dạ, tụi em phục vụ phía dưới này. Phía dưới. Với lại trên lầu thì tụi em có phòng sảnh lạnh là trong sảnh lạnh. À, đó là phòng lạnh. Phòng VIP à. Dạ. Phòng VIP là nó nằm ở khu vực nào em hả? Ở phía dưới này nè. À, cũng phía dưới này đúng không? Dưới nhưng mà phía phòng. Sau phía trên là 3 phòng, phía dưới 2 phòng. À, phía dưới 2 phòng. Dạ. Em có thể là dắt anh đi tham quan một vòng đây không ạ? Dạ, mời anh. Rồi. Đó, cái nhà có thể thấy đây là không gian quán của Cò Gà Đinh này cả nhà. Thì đối với quán Cò Gà Đinh, chào em. Thì khi mà vào quán thì cái nhà được mở nhạc nghe rất là thoải mái luôn, nhưng mà do là mình quay á. Sashimi quầy, em. Món Nhật đúng không? Những cái thức ăn cá sống đúng không? Dạ. À. Ở giữa này là cái nơi cho bé. Bé đúng không em? Dạ. Đâu. À. À, có nghĩa là mình dắt theo các bé đó ha. À. Đây chúng ta có những trò chơi thúng nhúng, còn khu vực bên đây là nhà bếp đúng không? À. À, còn đây là phòng bếp. Em có thể mở đèn cho anh xem cái phòng bếp cái được không ạ? Wow. Bếp này thì sức chứa khoảng 15-20 người đó. 15-20 khách. Còn ở trên 3 phòng thì khoảng 40 khách. À, ok. Ở dưới là mình 2 phòng đúng không em? 2 phòng bếp. Rồi, em có thể là dắt anh lên trên và kèm theo đó là ở trên đó có menu không em hả? À, vậy thì em dắt anh lên tham quan cho anh nha. Ừ. Hình như là hôm nay là mình có đãi một buổi tiệc sinh nhật em hả? À, bao nhiêu khách em hả? 20 khách. Đây là quầy, quầy là này là quầy pha chế thức uống em hả? À. Đã có một cái màn hình ha, rất là to. Đây. Đèn ở đây thì chúng ta lên rất là màu sắc, một màu vàng chủ đạo. À, góc này thì chụp rất là đẹp đúng không? À. À, khu vực này là chúng ta có thể đứng trên đây ha, chúng ta nhìn xuống ở dưới. Wow, rất là đẹp nha cả nhà. Không gian quán khá là rộng. Còn bên trong đây là khu vực máy lạnh em ha. Máy lạnh đây chúng ta có 4 bàn. Một bàn 6,
Dạ. 3 bằng 2. À, đây là những cái phòng VIP ha. Wow. 40 người. 40 người. Em có thể cho anh miếng đèn không? À. Ồ. Đây chúng ta có một cái view rất là đẹp này nha. Chúng ta có thể nhìn xuống đường. Đường này thì cũng nằm ngay chỗ công viên phường 3 đó nha, sau lưng đài truyền hình. Công viên này, công viên đài truyền hình nha. Sau ra cái view này rất là đẹp luôn. Đúng là rất là thích hợp cho hội họp hay liên quan gì cả nhà ha. Rồi. Ừ. Rồi, em có thể cho anh mượn menu quán được không ạ? Rồi. Anh muốn ngồi vị trí nào? Anh muốn ngồi vị trí này. À ok. Rồi, ok. Dạ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo menu của quán Cò Garden. Rồi, chào em. Dạ, chào anh. Ồ, menu nhưng mà bự dữ vậy em hả? Có hai loại menu. Hai loại menu. Một cái là phòng VIP. Phòng VIP. Còn à. Một cái là ở sảnh bình thường. À, phòng VIP là dành cho hồi nãy là mười mấy người đúng không em ạ? Phòng VIP thì phòng lớn ở đây có thể 25-30 người. À. Đó là menu dành cho phòng VIP, còn đây là menu sảnh thường đúng không? Dạ. À, nó có khác biệt gì trong đây em có thể là chia sẻ với anh? Dạ thì món ăn nó cũng giống nhau nhưng mà mức giá của nó thì chênh lệch hơn một tí. À, tại vì do cái phòng đúng không? Dạ vâng. À. À, chênh lệch hơn một tí là do cái phòng thôi, còn ngoài ra thức ăn thì giống nhau em hả? Dạ vâng. À. Khoảng là 40.000 đúng không? Trên là khoảng 30, 20, 40 đối với trong phòng VIP. Ừ. Ở đây cái cuốn menu là mình thấy là làm rất là đẹp nha cả nhà. Đó. À, nó bằng như là một cái miếng mũ vậy đó. Lưỡi vịt, lưỡi ngỗng, ba tê, giò vịt. Chà, rất là nhiều món luôn cả nhà ơi. Cánh gà, sụn gà rất là nhiều, gỏi xoài, khô cá dứa, gỏi ngó sen, tôm thịt, gỏi bò, Cò Garden, gỏi tép rong. Menu rất là đa dạng nha cả nhà. Chúng ta còn những cái gỏi khác thì ra là món ăn nó giống nhau nhưng mà cái chênh lệch giá phòng thôi em ha. Thì nó tầm khoảng chừng từ 10.000 20.000 trở lên ha, tùy theo món. Gỏi bưởi, chà cái này đẹp dưới. Gỏi bưởi tôm thịt. Vậy thì để anh xem một cái rồi bắt đầu anh sẽ kêu nha. Ừ. Đậu hũ tứ xiên, khói lửa. Khói lửa này là nó cháy luôn hay sao em hả? Dạ lúc mà đem ra nó vẫn còn cháy luôn rồi. À vẫn còn cháy. Khác với những cái quán khác à. Chỉ có khói thôi, còn quán em đem ra nó vẫn còn cháy luôn. Vẫn còn cháy luôn. Cơm xá xíu. Cơm hải sản trong cháy thơm hả? Wow. Ừ. Chà nhiều quá. Có mấy cái sashimi. Sashimi. Vậy là chúng ta có những cái món đồ ăn Nhật luôn đúng không? Sashimi thì nó có mấy cái set hợp cẩm, nó có nhiều loại mình dễ dùng. À cái này là set đó ha. Dạ vâng ạ. Đây mình dễ lựa chọn. Còn mình muốn dùng riêng một loại. Ừ. Có bồ câu quay nữa ha. Gà hấp. Ớt Sabo ha. Ồ, nghe cũng khá là lạ ha. Hải sâm. Ớt. Mực. Gân bò. À, đây dành cho những ai mà thích được giảm cân nè. Rau, trứng. Rồi nhiều quá rồi. Có cái bò fushi. Bò fushi là những cái món đặc biệt của quán này, như là cái bò fushi nướng đá nè. Bò fushi nướng đá? Dạ, ở Vĩnh Long nó chưa có à. Ờ. Một em... cái dĩa bò. Dạ, vâng, nó giống như... Nướng ở trên đá. Em đem ra nướng tại bàn cho mình. À, ok. Chút xíu thì nào là lạ thì anh sẽ kêu. Dạ, vâng. Ừ.
măng tây sườn heo, trời nhiều quá em ơi. Menu này thật sự là nhìn là muốn xỉu luôn á, muốn lựa là cái là một vấn đề luôn á. Tôm càng, cà ri tôm, tôm càng. Tôm sú, cà ri cua, miếng xào cua. Mực ống, cá bóng mú. Cá chim. Rồi. Menu này lật thôi cũng phải trên dưới 10 phút rồi đó cả nhà. Cá chép giòn. Nấu lẩu hoặc là chiên ha. Cá lăng. Không có gan không xa. Ốc nướng sò huyết. Vẹm hào, tiếp tục không em ơi. Có những cái lẩu bò bay đó. Lẩu bò bay tôm dùm, bò bay mắm cuốn. Lẩu bò bay ha. Bò bay. Có nghĩa là thịt bò nó sẽ được để lên trên vậy đúng không? Dạ, giống như trong hình. Ok. Nói chung là thức ăn sau thì hình như vậy đúng không em ơi? Dạ vâng. Lẩu bò bay là này đó ha. Ok. Lẩu nằm phía sau. Còn đây là rượu ha. Đây là bia. Đây có bia tháp. Bia tháp như Bia tháp đúng không? Ok. Thì nãy em nói cái món mà cái món lạ, đặc trưng của quán, em thí dụ là cái bò phu xi nướng đá. Bò phu xi nướng đá. Là bò phu xi nướng đá nướng lửa Nhật Bản là mình đem ra nướng tại bàn nó nóng ngon. Ok. Khi mà đem ra bạn sẽ bật lửa nó sẽ phật lên giống như vậy. Rất là đẹp. Ok, rồi, em lấy cái món đó cho anh đi. Rồi tiếp tục để coi món gì thế này. Có cái gà hấp muối sa cương. Gà hấp muối sa cương nó cũng lạ. Hồi gà anh không ơi. Dạ, rồi, bò thì ok đó. Rồi, cái chả giò cội gia đình. Chả giò hả? Đâu? Đây cho anh hình đó. Không, anh muốn cái hồi nãy hình như cơm ở trong cái trái khóm à. Là cơm trái thơm hải sản của mình. Cơm trái thơm hải sản. Anh cần một cái món gỏi trái này nè. Gỏi trái bưởi, gỏi bưởi tôm thịt cũng. Gỏi bưởi tôm thịt, thấy cũng lạ đó, ok. Cho anh một cái gỏi bưởi tôm thịt ha. Rồi cái gì bò nãy bò gì đó. Bò phu xi nướng đá nướng lửa. Bò phu xi nướng đá nướng lửa. Rồi còn một cái cơm ở trong trái khóm nè. Cơm hải sản trái thơm. Ok, rồi, cho anh ba món đó. Rồi bây giờ chúng ta cần chờ đợi nha cả nhà. Thì bây giờ em có thể là mở nhạc nhưng mà một chút xíu nữa là khi mà anh ăn á thì vui lòng ngưng nhạc tí để anh cảm nhận ha. Rồi, ok. Rồi làm gì mà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ đây là sẽ có một cái món. Wow. Trời ơi, giật mình luôn cả nhà. Đây là cái món gì nãy em quên rồi. Bò. Bò phu xi nướng đá núi lửa nha cả nhà. Vậy là bò này bò của Nhật em hả? Dạ. Vậy nãy em chế gì rồi nha? Dạ, cái này em cũng không biết tại những cái tiếng hàm. Dạ. Thấy nó bốc khói, nó cháy như vậy nè. Vậy là nhân viên của chúng ta là sẽ làm cho nó cháy một cái rồi sau đó là dùng cái sức nóng của đá nấu lửa phải không? Để cho nó tái thịt bò em hả? Dạ. Cho anh nhìn này nha. Rồi. Vậy là cũng rất là nhanh thôi em hả? Dạ đúng vậy rồi. Vậy là mặc định thịt đây là thịt bò phu xi, bò của Nhật của chúng ta. Dạ đúng rồi ạ. Dạ em sẽ nướng tái cho anh chị ạ. Dạ tới cái bò này là ăn tái sẽ ngon hơn khi ăn nóng ạ. Vậy là mình chỉ cần lăn qua lăn lại ha. Dạ. Cho nó tái cái phần bên ngoài là được rồi phải không? Dạ. Còn anh nước sốt ăn kèm hay gì em? Dạ, cái này là nước sốt ăn kèm với cái bò á anh. Dạ. Xếp đựng nè, nước sốt đựng trong cái ly. Nãy thời gian hoạt động anh quên mấy giờ ha? 8 giờ hả? Dạ, quán em là 8 giờ rưỡi cho đến
10 giờ rưỡi ạ. Dạ thấy không? Bò fushi nướng đá núi lửa. Vô là phải cho xèo cho nó cháy một cái vậy. Ủa mà nếu mà mình không cháy như vậy thì nó vẫn được em hả? Nó dạ vẫn không, được có độ nóng vì... gì hả? Dạ dạ. Nhưng mà để cho gia tăng thêm cái phần đẹp mắt đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là cũng rất là nhanh thôi cả nhà, tầm khoảng 2 phút thôi. Thì ở đây chúng ta có 12 miếng thịt bò fushi đã được xong rồi. Ủa vậy là đá này nóng lâu lắm rồi hả? Dạ, cái này đá em sẽ nướng sẵn ạ. Dạ. Vậy thì cái cục đá này bao giờ nó nguội ta? Dạ, nếu mà khoảng cũng lâu lắm anh, tại vì đá này nó sẽ giữ nhiệt á anh. Dạ. Quá hấp dẫn luôn. Em có thể nào em sắp lại cho nó cái vị trí dạ. Giống nãy giống anh ha. Dạ. Rồi sẵn đây giới thiệu lại với cả nhà ha. Đây là những món mà mình đã kêu hồi nãy đấy. À vậy cái này là bò fushi này chúng ta ăn kèm với khoai. Dạ khoai tây chiên ạ. Tây chiên em ạ. Dạ. Đây cả nhà xem. Đây là chúng ta sẽ có món gì. Món này là món cơm hải sản cháy khóm. Thơm. Cháy thơm. Dạ. Ở đây là hàng sen là chúng ta sẽ được để sẵn. Trong đây khi mà khách vào thì chúng ta có thể ăn trong thời gian chờ đợi món ăn. Còn đây là gỏi bưởi tôm thịt. Dạ, dạ. Bây giờ thấy rất là hấp dẫn phải không ạ? Nguyên một trái thơm cũng to lắm nha cả nhà. Cả nhà xem. Đó. Bưởi tôm thịt. Đây mình thấy nhiều cái lỗ tai heo nữa nè cả nhà. Nói chung thì đây là một cái vỏ bưởi da xanh. Rất là to đây. Dạ mời anh chị ăn cho nóng ạ. Dạ. Vậy là... Dạ cái này là bò em mình ăn nóng mới ngon ạ, với chấm nước sốt càng nhiều nó sẽ càng ngon ạ. Dạ. Vậy là em đứng đây luôn em phục vụ luôn cái này á ha. Dạ. Ồ. Dạ. Quá hay. Rồi cả nhà ơi. Dạ, em mời chị ăn cho nóng ạ. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha cả nhà. Đây cái món bò fushi này. Đó. Đây chúng ta hãy cùng xem. Em nhân viên đã làm tái cái miếng thịt bò, sau đó là chấm với cái phần nước sốt rồi đó cả nhà. Đó, thì chúng ta đã có một cái phần như vậy. Thì như em ấy có chia sẻ cái món này ăn nóng thì nó sẽ đạt cái độ tươi ngon nhất định em ạ. Dạ. Còn nếu mà nguội thì nó không dạ, nó hơi dai đúng không? Dạ đúng rồi, nếu mà mình ăn nóng nó sẽ mềm. Nếu mình ăn em sẽ nướng tái cho anh nó sẽ mềm hơn ạ. Dạ. Ồ. Bò. Thịt bò rất ngon luôn cả nhà. Mềm thèo luôn. Khá là bất ngờ. Cái độ ngọt của miếng thịt bò này đó nha, nó ngọt rất dạ, là tự nhiên. Cái gia vị này á, cái độ béo nhẹ nhẹ thôi cả nhà, nó không có vị ngọt. Nhưng mà nó chỉ ngọt từ cái miếng thịt bò thôi. Wow. Rất là bất ngờ. Còn xuất sắc. Nếu mà thường thường mà đối với chúng ta hay ăn mà kèm với gia vị nhiều á thì riêng cọ gà đen này cho chúng ta một cái trải nghiệm, đó là cái miếng thịt cái gia vị nó chỉ áo nhẹ ngoài thôi, còn bên trong là cái độ tươi ngon ngọt mềm của miếng thịt bò fushi. Công nhận miếng thịt bò là ngon ghê luôn đó nha. Mời cả nhà. Cái này mình chỉ ăn không thôi đúng không em? Chứ đâu có chấm gì đúng không? Dạ, anh có thể chấm với nước sốt không ạ? Đây khoai tây chiên nữa nha, chấm nước sốt. Công nhận khá là bất ngờ, bò sushi này quá trời mềm luôn cả nhà. Nào giờ mình mới được ăn cái món bò Nhật này, xuất sắc.
Rồi, mời cả nhà tiếp theo thưởng thức chung với mình cái món này. Gỏi đi ha. Rồi, gỏi, tôm, thịt, trái bưởi. Cái nhà nhìn trái bưởi thôi là cái nhà ta thấy là rất là hấp dẫn đó đúng không ạ? Nói anh trai cũng biết thoát đó. Mình đã phá vỡ tượng hình của nó rồi. Thì đối với cái món này thì chúng ta sẽ chấm với cái phần chấm nước xí muội đúng không? Đó là hết bia đình nè. Cái nhà bia bớt này cái nhà xem nè. Chua chua ngọt ngọt cái nhà ơi. Nhà xem tôm khá là tươi và bự, được lấy rất là kỹ ha. Mà nó cái gỏi này ngon, chua chua ngọt ngọt giòn. Để trong trái bưởi thì chúng ta cũng có nhận cảm nhận được cái hương của cái bưởi đó cả nhà, từ cái vỏ bưởi nó thấm vào trong cái phần gỏi. Ngoài ra chúng ta còn có những cái bánh phồng tôm ăn kèm nữa cả nhà. Mời cả nhà. Mình mời cái nhà qua tới cái món tiếp theo nha. Món này là một trong ba món mình đã kêu. Đây là cơm chiên hải sản ở trong trái thơm. Cái nhà có thấy là mình kêu những cái món này để làm gì không ạ? Để cho cái nhà có thể thấy là đối với những cái loại trái cây mà của chúng ta thường ngày vẫn thấy á, thì chúng ta vẫn có thể kết hợp để làm chung với một cái món ăn đó, để tạo nên một cái hương vị độc đáo ha, riêng biệt. Này thì bắt buộc em muỗng thôi cả nhà. Mình sẽ lấy một cái chén khác nha, cho cả nhà xem. Cả nhà có thấy hải sản không? Mực nè, tôm nè. Đó. Cơm ở đây là mình thấy là cơm lựa chọn chắc cũng rất là kỹ lưỡng nè. Hạt cơm nó rất là nhỏ, nó không có quá to cả nhà. Đây thì chúng ta chắc lẽ là ăn với nước tương cả nhà ha. Này ăn nước tương hay là nước mắm em? Nhưng mà dạ, bên em cái món này là ăn nước tương hay dạ, là nước bên mắm? Bên này mới ăn với nước tương ạ. Nước tương đúng không? Dạ. Dạ, mời cả nhà. Cơm chiên hải sản ở trong trái thơm. Mình ăn thử mép chỗ này nha. Đúng là những cái món này đó, khi mà đem ra liền đó, thì nếu mà chúng ta ngồi trong phòng lạnh thì chúng ta phải tranh thủ ăn để cho nó cảm nhận được cái hương vị nó vẫn còn nóng nha cả nhà. Cái phần này chỉ làm đẹp thôi đúng không em? Chứ cái phần này chắc đâu có sử dụng được ha? Dạ. Dạ rồi cả nhà ơi, thì quán quyết định là muốn giới thiệu về cái món này. Cũng là một cái món đặc sản ở tại quán Cò Garden. Thành ra là quán cũng có mời mình để mình mời cả nhà cùng thưởng thức chung với mình. Đây là cái món mà tôm sốt maizena trái thơm. Ở đây thì cả nhà có thể xem cái tổng quan ha. Chúng ta xem gần lại một tí đó, để chúng ta xem những cái chi tiết về những cái con tôm đó được lột ra. Theo đó là mình thấy hình như có những cái hạt trân châu trắng ở đây nè cả nhà. Đó là cái điểm đặc biệt đầu tiên nè, để tạo điểm nhấn. Ngoài ra thì sốt maizena rất là nhiều ở đây. Rồi cả nhà ơi, đây, chúng ta cùng thưởng thức nha. Mình mời cả nhà thử cái phần chân châu trắng này trước nha. Chính xác, đó là chân châu. Còn cái vàng vàng này là cái gì cả nhà? Thì là ở trong trái thơm này cả nhà. Xắt hạt lựu ra để nó tạo một cái độ giòn giòn, chua chua. Rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà ha.
cùng thưởng thức cái món tôm sốt marinade chế thơm này. Cả nhà có thấy là một cái màu sắc không ạ? Đó, cái độ nóng quá là ngon luôn cả nhà. Và nó là cái nước sốt marinade này rất thích hợp với những ai thích ăn mà béo béo mà có vị nó chua chua đó, nhẹ nhẹ đó. Đó, khi mà kết hợp vào trong trái thơm này. Rồi, mời cả nhà. Ăn cái này thì nó hơi dính một chút nữa nha. Tại sốt marinade thêm cái nữa, món ăn được đem lên nó rất là nóng. Cả nhà có thấy là bốc khói mà. Họ nói đây là một cái món ăn mà rất lạ đặc biệt, nhưng mà mình phải nói là cực kỳ ngon luôn. Đối với những ai mà thích béo như mình, béo, ngọt, chua chua, thơm, thì nhất là tôm là nó giòn. Nghi ngút luôn cả nhà thấy không? Tôm này chúng ta được áo qua một cái lớp mà lăn bột đó cả nhà. Thành ra nó có thêm cái mùi thơm của bột, cái độ giòn của nó nữa. Quá tuyệt vời. Ngon, tuyệt hảo. Xuất sắc. Rồi còn cuối cùng mình giới thiệu với cả nhà luôn. Hà sen ha. Hà sen rất là béo rồi. Và ngọt tự nhiên. Đi làm mình giới thiệu xong với cả nhà quán Cò Garden nằm tại địa chỉ là số 168 đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Thì quán Cò Garden khai trương cũng gần một tháng rồi cả nhà. Thì mình thấy là nơi đây có những cái món ăn đúng là mình chưa từng thấy ở những cái chỗ khác. Thành ra là trong ngày hôm nay mình quyết định giới thiệu cho cả nhà được biết về cái quán Cò Garden của chúng ta. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Khi nào cả nhà có về dịp về Vĩnh Long á, cả nhà hãy ghé dùng thử cái quán Cò Garden này nha. Với những cái món ăn rất là lạ mà có thể kết hợp với những cái loại trái cây như là trong ngày hôm nay mà mình giới thiệu với cả nhà. Nhất là cái món này mình khá ấn tượng, thịt bò cực kỳ ngon luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Cảm ơn mấy em cũng đã hỗ trợ rất là nhiệt tình. Đó, còn hai em này nữa. Hẹn gặp lại mấy em trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà.